đã lâu rồi, đôi lứa cách đôi nơi, tương duyên xưa còn anh mất. Mai trường ơi, em tôi còn học nữa, hãy ra đi từ đâu nào. Alo, xin chào mọi người, mình là Truyền Hữu. Và trong video clip trước thì Hữu có giới thiệu cho các bạn, các anh chị về những cái bộ mixer dành cho mọi người không thích sử dụng sao kẹt và xài hiệu ứng phần mềm Autotune. Thì đây là một clip test cụ thể cái sản phẩm mixer M4 cùng với những cái mic thu âm. Hôm nay Hữu sẽ giới thiệu sơ về tính năng của mixer M4, nó có những cái gì rất là hay ha. Thì Hữu xin nhắc lại, mixer M4 tích hợp 99 hiệu ứng có sẵn, bao gồm cả reverb và cả delay, có cho chúng ta 3 đường mic condenser 48V ha. Và chúng ta có thể sử dụng mic không dây, mic có dây đều cắm với mixer này được. Thứ hai là sản phẩm này mọi người dùng kết nối hát loa ngoài cũng được, nhưng mà lưu ý mọi người sử dụng mic không dây nha, hoặc mic có dây hát karaoke gia đình. Và chúng ta có thể đẩy qua main out, đẩy ra cái cục đẩy để chúng ta sử dụng cái hiệu ứng vang có sẵn trên mixer của chúng ta. Và nếu mọi người để mà live stream được thì các bạn anh chị sử dụng những cái mic nguồn 48V như Hữu đang sử dụng đây, chính là mic PCK200 ha. Hoặc là những cái mic của hãng Tasta ở đây, ví dụ như SM8B, K320, K600 hay là K850, rất là nhiều mic mọi người có thể kết hợp sử dụng rất là tiện lợi. Thì cái sản phẩm này cho chất lượng âm thanh rất là trong, tiếng chắc không vỡ, sáng và tăng vang tùy thích. Hữu nhắc lại đây là một cái sản phẩm rất là nhiều vang dành cho các bạn, các anh chị thích cái tiếng vang nhiều. So với những cái sao kẹt mà tích hợp hiệu ứng sẵn như là K10 hay là Icon hay là U16K, những cái sao kẹt tích hợp sẵn thì tiếng vang nó sẽ không nhiều bằng cái mixer này. Thì Hữu sẽ bật tiếng vang lên cho các bạn anh chị nghe. Nó rất là nhiều vang. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái mixer này Hữu đang để chế độ số 8 là cái chế độ vang, reverb, rất là mềm. 1, 2, 2, 6. Mọi người thích vang nữa thì bật lên rất nhiều. 1 2 2 ha. Thường thì hát thì các bạn để vừa phải thôi, và khi các bạn tinh chỉnh thì Hữu sẽ hướng dẫn cho các bạn. Khi mọi người mua sản phẩm này, Hữu sẽ hướng dẫn cho bạn chỉnh mic, chỉnh nhạc như thế nào và chỉnh tổng thể như thế nào. Ở trên cái mixer của chúng ta có thể cắt EQ tổng thể, nhưng mà Hữu thường để flat như thế này. Và Hữu sẽ chuyển sang cái chế độ 96 cho các bạn anh chị nghe thử cái hiệu ứng delay nha. Luôn 1, 2, 1, 2. Đã lâu rồi, đôi lứa cách đôi nơi, tờ duyên xưa còn hay mất. Mãi trường ơi, em tôi còn học nữa, hay ra đi từ đâu nào. Đây là cái hiệu ứng delay dành cho các bạn, các anh chị, cô chú thích cái tiếng như thế này ha, để cho nó nhẹ, nó có cái độ vòng như thế. Còn riêng Hữu thì Hữu thích cái chế độ reverb, là dành cho mọi người thích hát nhạc trẻ đó. Người chỉnh qua chế độ số 8 ha, và mọi người bấm xuống. Và mixer của chúng ta có kết nối Bluetooth, mọi người có thể sử dụng một cái điện thoại di động ở đây để chúng ta kết nối vào ha, rất là tiện lợi. Mọi người sẽ kết nối không dây và chúng ta sẽ hát live stream. Ở đây Hữu đã cắm sẵn cái dây live stream vào cái điện thoại đang quay phim, thì mọi người mới nghe được những cái hiệu ứng. Và Hữu xin nhắc lại luôn cho mọi người, những người không rành về cái hát live stream. Hát live stream là gì? Hát live stream là chúng ta đeo tai nghe giống như Hữu nè, đeo tai nghe kiểu mâm, và chúng ta hát. Thì cái âm thanh này là trực tiếp cái người hát là mình sẽ nghe được cái tiếng mình bên trong, và cả nhạc bên trong, và cái tiếng mình sẽ vang vọng như thế nào đó thì do mình chỉnh. Và đặc biệt khi mọi người kết hợp với cái dây live stream để chúng ta cắm lên cái điện thoại để chúng ta quay phim, hoặc mọi người like trên Facebook Bigo, thì những cái âm thanh mà mọi người nghe đó, bản thân chúng ta nghe đó, thì nó sẽ xuất lên hết trên cái điện thoại quay phim của mình. Đấy, trên cái điện thoại mà mọi người muốn live stream đó, thì cái âm thanh sẽ lên đó hết. Thì rất là nhiều người hỏi Hữu là bây giờ live stream có cần loa hay không? Thì xin khẳng định lại là không cần dùng loa nha. Hỏi cái âm thanh nó sẽ đi đâu, mà tại sao mà mình nghe bạn hát là có tiếng vang và có nhạc, thì âm thanh đó ở đâu và loa ở đâu? Tại sao mua cái bộ này không có loa? Thì xin thưa là đây là một cái kiến thức mà Hữu đã nói cách đây khoảng 4 năm. Những cái ngày đầu tiên mà Hữu làm những video clip
hướng dẫn cho người là giải thích cho người là live stream là gì, mic thu âm là gì. Thì đây Hữu xin nhắc lại, live stream là chúng ta hát bản thân chúng ta nghe, và chúng ta muốn ghi âm lại thì chúng ta sẽ ghi lên điện thoại, quay clip ở trên điện thoại chúng ta, thích đăng đâu thì đăng, đăng trên những cái cộng đồng mạng Facebook hay là YouTube gì đó để chúng ta khoe cái giọng hát của mình. Thì trước mắt mọi người là những cái sản phẩm mic thu âm như thế này. Rồi chúng ta sẽ kết hợp với lại cái mixer để cho ra cái âm thanh chất lượng trong trẻo hay nhất để giải trí trong cái mùa dịch này. Thì ok, chúng ta sẽ mở hiệu ứng reverb lên. Alo, 1, 2, 2. Và hôm nay Hữu sẽ hát tặng cho các bạn anh chị một đoạn của các khúc này nha. Lên. M4. Hữu đang sử dụng cái hiệu ứng vang số 8 của Mixer M4 để hát một ca khúc cho các bạn anh chị nghe bằng mic PCK200. Thì trọn bộ sản phẩm này các bạn anh chị mua nó sẽ có là chân kẹp mic, màn lọc âm, dây live stream, micro, tai nghe thì tùy các bạn chọn là tai lớn hay tai nhỏ, tùy thích các bạn muốn tai lớn kiểu âm như thế này. Dây live các bạn thích cái dây live thường hay là dây live 2m của Hữu mà Hữu đã nhắc rất nhiều, đây là dây live xịn dài 2m ha. Thì các bạn anh chị yêu quý cái sản phẩm này vui lòng liên hệ cho Truyền Hữu qua cái hotline phía dưới. Mọi người nhớ đăng ký kênh Truyền Hữu để đón xem những cái sản phẩm mới nhất mọi người nha. Cảm ơn mọi người.